Vườn cây đẹp long lanh. Cây thì rất nhiều loại. Và cách bố trí của tổ xã cũng rất là phong phú. Đây là những cây trưng bày trên bàn. Quý vị và các bạn vào để xem cây nhé. Tham khảo giá cây. Liên tục có những cây mới nhé. Đây là lô sung mới của tổ xã này. Sung này cao 50 này. Tán 55 này. Cái này báo với anh em là 3 triệu. 3 triệu cây sung này nhá. Bộ rễ nó khỏe này. Và cây cũng làm dù xịt khá là côn ý. Lúc nó che quả rất là đẹp. Dưới này. Cái dưới hoành này là 37. Cao 30. Rộng 40, cây này báo anh em 700. 700 nghìn cái dưới này nhá. Gốc rễ này. Hiện nay nó đang ra những cái nụ này. 700 nghìn có cái dưới này phải chơi rồi. Cây tiếp theo nhá. Cây tiếp theo cây dưới này báo anh em 500. Hoành được 28. Cao 30. Tiếp một cây linh san. Rộng được 70. Cao 45. Cây này báo anh em 700. 700 nghìn cái linh san này nhá. Dưới này. Cây dưới này. Ôi anh em này, cái dưới này báo anh em 500 này. 500 nghìn cái dưới. 1,2 triệu nhá. 1,2 triệu xuống còn 500. Xuống còn có 500 nghìn để giao lưu nhành các bác nhá. Vâng. Củ đẹp nhá, bông tán về các bác vẽ thêm. Cần thăng nhá. Cần thăng thác đổ. Dáng bay. Cái này báo anh em là 800k. Cũng là 1,2 triệu. Giảm còn 800 nghìn, chậu đẹp nhé, chậu phải mấy trăm nghìn rồi. Là bao ship Hàn Quốc. À, cây này có cái củ đế đẹp các bác nhé. Quay gần cho các bác xem này. Xem tiếp một cây hồng ngọc mai. Cây hồng ngọc mai, cây này có cái hoành 14 này. Cao 60 này. Giá báo anh em cây này là 700k này. 700 nghìn cây hồng ngọc mai nhé. Hồng ngọc mai thì nó cực kỳ chậm lớn. Xem nhỉ, gốc rễ nha. Mày trên 10 là lớn rồi. Làm bông nữa thôi. Mày trên 10 là lớn, bác phải chỉ vẽ thêm bông một chút nữa là ok. Cây thứ hai này, hoành đo chỗ này được 10 này. Cao là 46 này, tàn là 50 này. Cây này báo với anh em là 500k này. 500 nghìn. Tiếp theo này. Cây số 3 này, hoành đo chỗ này là 13 này. Cao là 40 này, tàn là 50 này. Giá báo anh em cây là 700 nghìn này. 700 nghìn. Còn một mai tiếp theo nhá. Tiếp theo này, hoành 13 này. Cao 48 này. Tàn 66 này. Báo với anh em cây này là 700 ngàn này. 700 ngàn. Cũng có giảm giá so với giá cũ nhá. Giá cũ là 1T, 1 triệu. Cây này hoành 11 này. Cao 54 này. Giá cây này 700k này. Cây nộp vườn hoành là 30 này. Cao 30 này. Giá cây này báo anh em là 800k này. 800 nghìn. Chân đế đẹp nhé. Cây khá là già. Đường chuyển có thân mềm mại như thân con rồng nhé. Và xem tiếp nhé. Tiếp cây lộc vườn này. Hoành là 27 này. Cao 30, rộng 40 này. Cây này báo anh em 700k này. 700 nghìn. Lộc vườn tiếp theo này. Cây tiếp theo là hoành 28 này. Cao 35 này, tàn 30 này, cây này báo 700k này. Lộc vườn tiếp theo này. Cây tiếp theo là hoành là 33 này, cao 30 này, tàn 30 này, cây này cũng 700k này. Bác xem kỹ cái đường chỉnh của thân nhé. Xuống này, lại lên này, đường chuyển rất là quái. Có chân đế nhé. Linh sam. Cây này là hoành, là chỗ này là
34 này. Cao 30, tàn 40 này. Cây này báo anh em cũng 700k này. 700.000. Bác xem một cây ly sam nó già như này. Ly sam dáng trực. Cắt giật nhé, để tạo độ côn. Những cái tay chốt khá là lực rồi. Giá 1,5 triệu các bác nhé. Giờ thì còn có 700.000. Ồ, cái chương trình cực kỳ hấp dẫn của hợp tác xã nhé, quý vị các bạn nhé. Quý vị nhanh chóng sở hữu những cây như này. Chậu đẹp nhé. Lập vườn tiếp theo này. Cây này hoành 28 này. Cao 40 này, tàn 40 này. Cây này báo anh em là 700k này. 700.000. Tiếp theo này. Cây này tiếp theo này. Hoành 27 này. Cao 30 này, tàn 40 này. Cây này cũng 700k này. 700.000 cái lập vườn này. Chân đế này. Đường chuyển mềm mại nhé. Cây này cũng cây chỉ được chơi. Ổi này. Cây ổi này. Hoành là 18 này, cao 35 này, tàn 45 này, giá cũng 700k này. Cái này có cái đường chuyển của thân quái. Xem này, bạn xoắn nhé. Lên này. Lộc vườn. Theo. Cây lộc vườn này. Cây này cũng báo anh em là 700k này. Ồ, một cái cây lộc vườn nó già như này, có xem nhé, nhìn. Đó, chỗ này nắm chặt nhé. Vành chỗ này chỉ đến 40. Cây già như thế này, giá. Xem nhé. Dạ, như hoa đá nhỉ. Đó, quá là rẻ luôn. Là cái chậu gốm nữa, bao ship gần hết. Cây duối này. Hoành đo cho cổ thân là 28 này, cao 44 này, tàn 60 này. Cây này báo anh em 700k này. 700.000. Chậu đẹp. Duối này. Hoành 40 này, cao 30 này, tàn 40 này. Giá này đang anh biết là từ đây đúng không? Xuống cũng còn 700k này. 1,3 triệu còn 700k nhá. Chậu xi măng hoa văn nổi đẹp nhá. Cái củ đẹp này. Quá là hợp lý. Cây nhá. Cây hồng ngọc mai này. Cây này báo anh em là 700k này. Tiểu cảnh hồng ngọc mai. Những cái cảnh của hợp tác xã Hoa và cây cảnh Thăng Long. Và chương trình giảm giá đặc biệt. Cảm ơn khách hàng đã chia sẻ tới quý vị các bạn. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các clip tiếp theo.